Lên. Chào mừng 22.000 khán giả của kênh Thanh 78. Hôm nay mình sẽ review một cái cây diều thân 5m 3K bát hàng độc lạ Bình Dương. Đây, dài không? Cái này hàn thôi à, cột hàn, hàn bát thôi với cột luôn nha các bạn nhé. Đấy, mẹ kêu đều đó. Đó. Người hả? Người mở 3 phân. Nói ra là tay qua đây là bao nhiêu? 80, 8, 10, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 8, 7, 2. Bao nhiêu từ đây qua đây? 80, 9, 8, 7, 2, 18, 80. Ở đâu? 19, 9, 10, 18, 10, cái này nhân 8, 8, 9, 7, 12, 9, 9, 8, 1, 9, 9, 9, 9 lúc này phải mở, rồi từ đây qua đây để phải mở đây là 2 phân, 3 phân, thì mở thêm ra, mở thêm 3 phân, từ đây ra đây 3 phân. Này nó có 2 phân mấy à? Nan, nan cắn, nan cắn độ nha, thích đặc. Quấn chỉ nặng lắm, cây dài khoảng 1m1, 4 cây bộ sáo, măng sông là sáo nha, thế đấy. Đây, ống này ống nối nha. Nặng lắm. Bộ này phải 2 ký mấy ông Dũng hả? Cân chưa? Rồi, nan đuôi của nó đây nhá. Đuôi mèo Kitty này, Mít Ba Bôn này. Nói chung là áo này giống áo của thầy Thích Minh Tuệ này nhá. 7 sắc cầu vồng. Cắt chưa? Giờ mới ra cắt đua, cắt nan đây. Rồi đang nghiên cứu cắt nan nan cắn đây này. Cầm đấy, cầm đây. Cắt ngọn chứ. Rồi đút được cái đó đi. Nặng lắm. Cắt trừ một phần đi nha. Rồi này phẩm. Sao ăn nó không mở. Chưa có dây chằng sáo chằng gì hết. Mới thử tí cho bay nhiều không trước đi. Tuyệt vời ha. 5m. 5m bụng to phết đấy. Áo này tất cả đều tự may nha các bạn nhé. May áo hơi căng. Đuôi trùng quá. Giống như con 5m em trước, cái áo 5m trước đúng không? Ừ. Do may cong quá. Do bị may ấy, may. Cong quá nè, nó may cong rồi. Cái cắt. Đúng bé quá. Đông mày. Thì may nó vá thôi mà thôi chứ là. À đúng rồi, cắt đi rồi may vào đó. Là bây giờ anh kéo nó xong được này đó nè. Xong được này đúng không? Xong như kiểu như này không giỏi. Tự may nhá. Xong như kiểu cái đuôi nhỏ nhỏ nè. Bây giờ. Kể may hết đấy. Nhân. Mày đúng không? Nó chỉ cầm tầm như vậy thôi là nó đủ độ căng. Vì cái này nó cắt thẳng. Thôi kệ, nó cứ để cho trùng trùng vậy đi, bay cho nó không kiện. Đôi này là đôi khác rồi. Đây có nó mạnh ra thẳng không? Rồi bây giờ mới đang cột cái leo nhá.
đang theo dây lèo đầu tiên đấy. Mới tin luôn. Từ cái thân cái to không? Đấy, cái đuôi nó cắt. Ồ, siêu nhiều. Mát. Tập mà, tập làm mà. Lên từ từ rồi quen. Kia đang tập con hiệu nữa. Rồi nhân 9. Cái đủ tư lợi. Hai idol Minh và idol Dũng đang tiếp tục. Một người đang cột hai dây thăng bằng đuôi. Một người đang công đoạn là cột đi lèo 6. Cắt chơi đang ngay, cắt chơi để cột lèo luôn nha. Ở trong cuộn này ra luôn. Xả hết ra lấy dây mới ở trong á. Cắt dây cột dây đây. Nặng lắm. Đang ráp tiếp con này này, hai con. Rồi đang công đoạn cột trên lèo nha. Đang nặng quá. Đó, lèo rồi, cột ăn cột vô cái đầu cái trước đi. Lèo rồi thì cứ cột một đầu vô trước đi. Ăn cột thật chặt vào luôn. Cột sát cái bát đi. Nó đang cột cái lèo, bộ lèo lèo này gọi lèo rời nhé các bạn nhé, để nó chuyển qua chuyển lại cho nó dễ hơn nữa. Lèo cố định. Rồi công đoạn cột lèo của chúng ta sắp hoàn thành. Nó còn đang vấn những cái đuôi này không anh Dũng ơi? Được chưa? Rồi sắp xong rồi nhá. Rồi đang công đoạn chỉnh lèo rồi. Cột hai cái gút để hai bên đây này các bạn. Cái điểm gì không? Để khi lật trái lật phải thì mình tăng cái gút nó xích qua xích lại nhé. Lật nếu lật lật bên nào thì cột cái gút vô bên đó. Đó, đang đò. Rồi, cột leo thành công. Còn chưa cột trên leo dưới đây nữa này. Rồi đang cột dây đuôi nhé. Bộ sáo của nó đây nha các bạn nhé. Bộ sáo của nó đây mà chưa gắn vô. Để tí xíu nữa để test xong rồi, dù không rồi mới dám gắn vô. Tại vì dù này là tự làm, không phải là nghệ nhân nhé. Tự mày mò tự làm cho nên là cũng chưa biết đâu vào đâu. Cho nên là chưa dám gắn bộ sáo này vô. Bộ sáo này ăn cũng tự làm luôn nhé. Chơi lần đầu tiên luôn nha các bạn nhé. Lần đầu tiên trong cuộc đời chơi diều sáo là tự làm sáo luôn, tự may diều luôn nha, tự may diều, tự làm sáo tất tần tật luôn nha, không phải là nghệ nhân chơi diều từ xa xưa nữa nha. Lần đầu tiên đã đánh đồng diều và lần đầu tiên may diều luôn, lần đầu tiên làm diều luôn nha, và lần đầu tiên làm sáo luôn. Cao đó, cao đó thôi được rồi, 12 phân là được rồi. Này, cái này tự làm là lần đầu nối bằng sông này. Đấy, còn mình mới gọi là lần đầu tiên. Tất cả. Đó, trải dây nhá. Từ. Rồi, lên. Trải. Ồ, quá đẹp rồi. Hơi bị nghiêng. Hơi bị nghiêng trái không ta? Nhún ngay bên đây, nhún ngay đây, nhún đâu. Ứng phết đấy. Đấy, giật vào không.
quá ok. Ha, cái này may tự phối luôn nha, tự phối màu nha các bạn nha. Con này phải 5m2, 5m3. Quá thành công, tốt đẹp. Lần đầu tiên chơi diều sáo, lần đầu tiên may diều sáo và lần đầu tiên làm sáo, lần đầu tiên làm khung diều sáo luôn nha, lần đầu tiên may áo sáo luôn nha. Chưa phải là ví dụ là lần thứ hai thứ ba thì mình không nói. Cái này là anh này anh làm đầu tiên, tự may luôn, tự mày mò mà bay như vậy là quá thành công. Làm đầu tiên con này 5m2 luôn ạ, nói 5m nhưng mà đo ra phải 5m2. Tự đầu tiên phối màu luôn nha các bạn nhé. Khá đẹp ạ. Dẹp phết đấy, nhún đấy, nhún đấy. Idol Minh đang nhún để cho coi nó có gậy nhiều không để còn biết ra đường mà. mất chó bạn ạ. Nếu không mà gắn cái sáo kia được vào chắc thịt ngòi. Không có sáo mà căng phết à? Hả? Nhưng mà con này nó không có gió ấy. Không có gió hả? Phải đâu, chưa có gió ấy. Úi dồi, nó bơm. Này có bao nhiêu đâu. Tiếp học đi. Có gì nhá. Ủa máu rồi. Em dân bơm bướt rồi. Bơm xong đi về. Đâu vậy? Rồi đậu rồi. Hơi bị cao, hơi bị lùn, lùn leo đấy. Gắn phải á. Rồi đã hạ xuống để bay diều không mà đã thành công tốt đẹp rồi. Bây giờ bắt đầu mình hạ xuống, mình sẽ cho một cái bộ sáo tự làm luôn nha. Lần đầu tiên duy nhất tự làm sáo luôn, không phải nghệ nhân. Tự mua miệng chi. Ống ở trên mạng mua về, miệng xin chi về tự khoét luôn nha. Bộ miệng này xin chi là mua hết 8 xị về tự khoét, còn ống thì mua về thì biết rồi, đang chuẩn bị cột dây chặn sáo đây, đang chờ gió để tí test âm sau nha. Bị lên con này nhá, 5m2. Ô con diều về hẳn bên dưới đây để vớt lên luôn, nó đụng ấy. Nó còn vướng, nó vướng cái con kia nữa kìa, không lên được đâu bên ơi. Đang chuyển lại cái leo ấy. Bột gốc đây. Lên. Lên thành công tốt đẹp nhá. Để bỏ cháo vô cái đó, cháo kêu tu tu rồi đấy. Thank you.
mấy cuộn xong. Trong mưa tạt hướng này mưa chứ. Đúng rồi. Dây thẳng được học. Không biết có dông không? Trời có dông không nè. Đèn xịt hết rồi. Cơn này khả năng dông tới đấy các bạn ạ. Chân nó chưa có mưa mà khả năng dông. Con này hình giống hình gói chét quá. Còng ơi. Ôi quá thành công, tốt đẹp.